Các bạn, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh YouTube này. Yes. Ok, thì hiện tại là trên tay mình đang cầm một cái bức tranh trắng đen để mà mình tô lên, tô màu vào các bạn. Thì hiện tại cái dĩa này á, như theo mình thấy là nó là một cái dĩa sủi cảo nha các bạn nha. Thì đây, thì cái dĩa này hiện tại là nó sẽ là trắng đen, nó sẽ là một cái dĩa hình 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 nhọn nhọn, hình dài dài các bạn. Và đây là những cái chiếc bánh sủi cảo. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình tô luôn nha. Rồi, ok, thì trước hết cái dĩa này mình sẽ cho một cái màu tím nhạt thôi mọi người ạ. Tím nhạt thôi ha, tím nhạt nhạt thôi. Không có tím mà tím cầu kỳ lắm đâu. Rồi giờ mình sẽ thử màu coi mình thử coi màu nào tím nào đẹp thì mình sẽ tô tím đó. Rồi mình sẽ tô tím này tại vì tím này mình cảm giác nó tươi hơn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào mình tô nha. Mọi người thấy rõ không? Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tô ha. Rồi bây giờ mình sẽ tô màu tím này vào đây. Mình sẽ tô cố gắng không cho nó vi phạm vào cái đường màu vàng, mà bảo đảm cái phần màu á mọi người nó ra đều. Đó. Đó. Rồi mình cứ tô, mọi người cứ tô lên từ từ. Rồi chết rồi, mình mất gì nói, mình làm lên vào trong rồi. Cái phần đĩa bên trong mọi người có nghĩa là cái lòng đĩa. Các bạn có thể tô màu cũng được, hoặc là các bạn có thể để trắng cũng được. Tùy ha, tùy theo sở thích ha mọi người ha. Mọi người thích để trắng thì mọi người để trắng, còn mọi người thích để trong thì mọi người để trong. Không có vấn đề gì cả. Rồi các bạn cứ tô vào thôi. Mình cảm giác là cái nền giấy này á nó đẹp đó mọi người, nó cho nên là cái màu này nó không có bị vụn. Nó bị vụn màu mấy mọi người, còn những cái nền giấy khác đó mình tô nó bị vụn màu mọi người, tô nó không có được ok mấy. Đó, mình sẽ tô từ từ thôi nha. Để cho nó đều mọi người. Và mình bảo đảm là cái lượng màu của nó, của khi mà mình tô á, nó được đều nhất có thể ha. Mình có thể thay đổi cái tư thế khi mình cầm cái mèo cho làm sao cái ngòi mèo á mọi người nó ra đẹp là được. Tới những cái này thì mình sẽ tô chậm lại ha. Mình cảm giác là mình tô khá là đều rồi các bạn. Đấy, hoặc là mình có thể đồ lại đồ quật nhắm mày rồi gãy nữa rồi. Ghét quá, nghĩ tô cái hộp màu này luôn đi. Tô mà nó cứ bị mình mà lỡ ấn một cái là nó bị gãy. Rồi. Ok, mình sẽ đóng hộp này lại ha. Ôi da, rồi bây giờ tới cái bánh cảo nè, thì nó sẽ có cái viền bánh ở bên trong bánh. Thì đối với cái viền bánh mình sẽ tô một cái màu hồng pe. Và cái bánh bên trong thì mình sẽ tô cái màu đậm, bên ngoài mình sẽ tô nhạt, bên trong mình sẽ tô đậm mọi người nhỉ. Hoặc là nói chung là mình có thể tô cùng màu cũng được luôn á, còn không thì các bạn không thích đó, thì bạn sẽ tô khác màu cũng được á. Kiểu như mình phối màu làm sao mà cho nó đẹp là được rồi mọi người, không có phải gọi là quá là áp đặt cho cái việc mà nó phải đúng là nó giống cái màu bánh của bánh thật ha, không đâu nha. Miễn sao ra cảm giác nó đẹp là được, mình thì vậy đó.
mình cảm giác mình tô sao, mình phối đồ cũng vậy thôi, mình không có theo, mình kiểu như mình phối sao mình cảm thấy ok ok, mình cảm thấy bản thân mình cảm thấy đẹp rồi được rồi. Thằng kia chơi cầu kỳ. Cái viền bánh thì người ta sẽ in cái hình cong 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 chứ không phải là một mạch đường thẳng ha, thì nó mới giống cái bánh thật ha. Cái bánh sủi cảo ở ngoài cũng vậy mọi người, nó không có được đều đâu, nó cong 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 cong, tại vì cái đó là bột mà khi người ta nắng lên thì sao mà đều. Đó, thì tiếp tục ở đây thì gồm có 5 cái bánh sủi cảo ha, thì mình sẽ tô 5 cái bánh, mình sẽ tô 5 cái viền bánh sủi cảo màu hồng kem, và bên trong bánh thì mình sẽ tô một cái màu khác. Đó. Rồi tiếp tục nha. Rồi mọi người có thể tô nhanh lên nếu mà tụi mình đã quen cái việc mà mình tô làm sao cho nó không có bị đè lên mấy mọi người, hoặc là nói chung là các bạn đè lỡ đè tí xíu thì cũng không sao, đừng có mà nhiều quá là được. Rồi mình đã tô xong cái phần viền mọi người đây, và bên trong bánh thì mình sẽ sử dụng màu xanh đậm đi ha, được không ta? Không, xanh sơn đi, mình cảm giác mình sợ màu xanh đậm nó bị ấy quá các bạn. Xanh đậm nó sẽ bị đậm cái màu quá. Thôi kết hợp màu xanh sơn đi. Xanh sơn này thì nó sẽ vừa không quá sáng mà cũng không quá tối mọi người. Ok. Tại vì cái viền của cái dĩa này là mình đã tô màu kem rồi. Tô vào nha. Rồi các bạn cứ tô làm sao mà bên trong này thôi, đừng cho nó rắn ác và khỏi cái viền được rồi. Kiểu đừng cho lem á, đừng cho lem ở bên ngoài mọi người. Chứ nó lem rồi thì nó không đẹp nữa đó, nó xấu liền đó. Rồi. Mình sẽ tô nhanh nhanh một xíu nha. Gì vậy? Gì mà anh thở dài à? Hả? Có đâu, anh coi cái này mà. Ủa sao em nghe nè, coi nè. Không coi thôi. Rồi tiếp tục ha. Chút nên cũng vô góc này quay nè. Ừ. Góc quay huyền thoại. Bánh cuối cùng, cái bánh thứ 5 nha. Chữ lộn ngón tay luôn. Chữ lộn gì? Mấy bà cầm á. Em coi clip mấy bà cầm chữ lộn mà. Đó nói chuyện là đâu chữ lộn bằng tay á. Kiểu múa cái hiệu á. Kìa comment chữ lộn ngón tay luôn. Trời ơi, sao em làm nhảy mèo hoài vậy? Em hôm nay ngày gì vậy ta? Gãy 2 cây rồi đó. Ok, thì video mình tô một cái gì bánh sủi cảo đó là kết thúc nha. Bye bye.